Mẹ, những cơ hội và khởi đầu đang đến với bạn. Hãy cởi mở và giữ sự hiếu kỳ, sẵn sàng tìm tòi và khám phá những điều mới mẻ. Cứ vui chơi và hồn nhiên mà sống trên mẹ. Bạn đang ấp ủ một dự án mới nhưng chưa sẵn sàng để khai sinh. Ô thế ta lập tài khoản mới đánh lại à? Nó cho bạn lo lắng về những rủi ro và sợ điều chưa biết. Ôi trời. Khóa like mình đầu như này. Nó khóa like không ạ? Bây giờ tôi phải vào cái nick mới. Lại đây bên em. Tôi đã bị bởi chủ nợ của mẹ mình. Tôi là Cao Mỹ Duyên. Và sau đây là câu chuyện của tôi. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2009. Mẹ tôi là Trần Thị Hiền. Chín giờ. Là món gì ấy? Có bảy vẽ phết nhỉ? Bảy vẽ phết đấy. Bảy vẽ phết đấy. Đơn giản là không đan rổ tí nào cả. Bia hả? Like like các cụ ơi, like 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 nhá. Thằng là này nó cho đứt luôn. Trang ơi, nó sập like Trang ơi. Ok, stop load cái nhỉ. Rồi, bây giờ không stop load, bắt đầu hét dinh nó lại nhá. Chúng ta sẽ đẩy xe vào xem sao.
sẽ ra được một đống lót xem sao. Sau đó cắt toàn bộ nhá. Supply. Chả hiểu sao cả. Chưa cháy được Hùng Xuân ơi. Làm một đống like xem sao, làm một đống lót xem sao. Không hiểu vì sao. Đúng rồi. Anh hét dinh vào hôm nay sẽ đánh kiểu khác xem sao nhé. Anh hét dinh là kiểu khác xem sao nhé em nhé. Để làm một cái video ấy. Sao bảo này nhỉ? Chẳng hiểu vi phạm gì, chả hiểu được. Rồi, đấy. Sau khi sập nhá. Nó sập xuống giảm nhá, tiếp tục sell này. Đấy. Hét dinh này. Đấy, anh sẽ đẩy xuống nhá, xong anh cắt âm nhá. Đấy, đấy nhá, xong cắt âm nhá, đấy. Hét dinh nhá, tiếp tục sell nhá. Đấy. Đấy, đẩy xuống. Sau khi đẩy xuống anh bắt đầu cắt nhá, cắt toàn bộ này. Cắt toàn bộ nhá, đẩy nó sập xuống phát là đẩy này, cắt này. Đấy, em sẽ nhìn nhá. Ok, anh sell nhá, tất cả sell này. Đấy. Bắt đầu anh ra một đống lót nhá. Em nhìn đi. Đấy, đây là một toàn bộ lệnh buy và lệnh sell này. Đấy, hedging này. Đấy. Sau khi hết tổng số lượng dương, tổng số lệnh của anh ấy nó sẽ lệnh sell nhiều hơn nhá, lệnh sell nhiều hơn nhá. Đấy. Lệnh sell nhiều hơn. Đấy, sell gấp đôi phát xem nó sao về không. Có về không, sell nó sập xuống đúng không? Ok, đấy, sau đó anh cắt lỗ toàn bộ. Đây là một cái video ví dụ về hedging system đấy. Đấy, vấn đề bây giờ nó sập xuống thì nếu mà không hedging lại thì nó sẽ toang. Thì hôm nay anh muốn biểu diễn cái này để cho mọi người xem. Để khi mà hedging ấy là chúng ta sẽ biết được cái bản lĩnh của chúng ta khi mà sell đóng ngược lại nhá, chúng ta sẽ nhìn thấy này. Đúng không? Đó. Đấy, về luôn đấy. Đấy, rồi xong, sập xuống rồi. Ok, rồi xong. Ok, xong nhá. Chốt rất nhiều lót nhá. Đấy, bắt đầu rất nhiều lót nhá. Rồi, chốt. Rồi, chốt. Chốt. Đấy. Ok, xong đấy, đây là một cái video để đời luôn nhá. Đó. Khi mà chúng ta vướng là chúng ta ngồi im một chỗ đúng không? Đó, chốt. Đấy, rồi. Đấy, vậy thì tài khoản hệ thống đúng không? Chốt. Xong. Đó. Đấy, và biến mất trên sa mạc đấy, gọi là hedging system đấy các cụ. Ok, rồi xong rồi. Đấy, đây là cái là chúng ta sẽ nhìn thấy này, đấy tổng này, đấy rồi. Ok, rồi xong nhá. Đó, vậy thì người ta đấy âm mét thì là nhà trên này đấy, nhưng mà vấn đề trong ngày hôm nay này đấy, cái chuột phải vào đói. Ok, đấy, customer đấy, play này, đấy chúng ta sẽ nhìn thấy được tổng số lot đấy. Ok, thank you, bye. Đúng không? Ok, cho nên là đôi khi ấy, lỗ không phải là lỗ đâu, thế mà không phải là thế đâu, bọn nó hedging kinh lắm nha. Yeah, ok, thank you. Bye.